Chiều nay, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức trao thư khen, quyết định thưởng của giám đốc Công an thành phố cho các tập thể, cá nhân thuộc Công an quận Đống Đa về thành tích xuất sắc trong điều tra khám phá chuyên án 013Z, triệt phá thành công đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy tuyến Điện Biên, Hà Nội, Cao Bằng. Trước đó qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 8 tháng 6 năm 2018, Công an quận Đống Đa đã mật phục vây bắt đối tượng Lầu A Chứ sinh năm 1995 và Lầu A Chỉa sinh năm 1999 khi các đối tượng đang vận chuyển ma túy trái phép từ Điện Biên về Hà Nội, tăng vật thu giữ 40 bánh heroin có trọng lượng hơn 14.000 gram. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.